vâng xin chào uh, tất cả các anh chị em uh, ngày hôm qua thì uh, tôi có một cái video mà gần uh, 1,2 triệu lượt xem ở trên kênh uh, fanpage và sau khi có một cái video đó nói về cái chủ đề là làm sổ đỏ uh, cho những cái trường hợp các cái hộ cá nhân gia đình uh, có uh, đất mà chưa làm giấy chứng nhận quyền dụng đất uh, thì uh, sẽ được làm giấy chứng nhận quyền dụng đất thì tôi đã nhận được khoảng tầm gần một ngàn năm trăm cái bình luận nói về cái vấn đề của gia đình nhà họ à, cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị em các cô dì chú bác à, ở tất cả mọi nơi trên cả nước và trên thế giới à, có đất đai ở Việt Nam và có các cái vấn đề liên quan đến đất đai à, liên quan đến cái việc mà làm sổ đỏ tôi mới nhận thấy được là thực sự cái vấn đề thủ tục pháp lý và cái vấn đề sổ đỏ ở Việt Nam chúng ta à, đang gặp rất nhiều những cái trở ngại và nhiều người không làm được sổ đỏ có nhiều cái vấn đề khác nhau cũng không hẳn là chỉ vì à, là bởi vì là 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 cơ quan nhà nước người ta không làm cho chúng ta à, chúng ta phải nhìn nhận ở góc độ là một vài trường hợp có những trường hợp thì à, do chúng ta lên trên cơ quan nhà nước chúng ta đặt các câu hỏi nó không đúng có những trường hợp thì hồ sơ pháp lý của chúng ta không đủ nên là nhà nước người ta không làm giấy chứng nhận của đất chúng ta được có những trường hợp thì ở những địa phương thì uh, các cái đợt để làm giấy chứng nhận của dụng đất thì nó cũng chưa có nên là người ta không có làm được có những trường hợp thì hồ sơ uh, giấy tờ của chúng ta không đủ điều kiện để làm giấy chứng nhận của dụng đất Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một cái uh, series những cái video nói về cái chủ đề này để giúp cho anh chị em chúng ta có thêm được những kiến thức về cái việc là làm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những cái bước quan trọng nhất để chúng ta làm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào cho nó đầy đủ pháp lý nếu như các anh chị em nào xem cái video này mà chúng ta biết được ai đó đang quan tâm đến cái chủ đề này thì anh chị có thể gửi cái đường link của video đến với là họ để chúng ta có thể giúp đỡ được cho họ được không nào rồi cảm ơn tất cả các anh chị em thế thì cái vấn đề đầu tiên trong cái trường hợp mà chúng ta làm cái cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các anh chị ạ, thì yếu tố quan trọng nhất à, đó là xác minh nguồn gốc sử dụng của đất. cái việc xác minh nguồn gốc sử dụng là một trong các cái bước để giúp cho chúng ta có thể làm được sổ đỏ. À, các anh chị có thể comment xuống bên dưới là phải xác minh nguồn gốc sử dụng của đất, đây là một trong những khâu quan trọng. vậy làm thế nào để chúng ta có thể xác minh được nguồn gốc sử dụng, cơ quan nào là cơ quan để chúng ta có thể xác minh được cái nguồn gốc sử dụng đất của chúng ta và những cái tài liệu nào để chúng ta có thể xác minh được nguồn gốc sử dụng à, thì trong cái video ngày hôm nay các anh chị chúng ta cùng theo dõi để chúng ta biết được à, thì đầu tiên cái cơ quan mà xác minh cái nguồn gốc sử dụng của đất của chúng ta đó là Ủy ban Nhân dân, xã, phường, thị, trấn, nơi có miếng đất À, ví dụ như là à, các anh chị ở xã thì các anh chị sẽ làm các cái thủ tục để xác minh cái nguồn gốc sử dụng ở ủy ban nhân dân xã thì à, ở xã thì sẽ có những cái đơn vị à, cơ sở như là trưởng thôn à, rồi những cái hộ gia đình xung quanh đấy, để người ta xác minh cho chúng ta là cái thời gian sử dụng này à, xác minh cho chúng ta cái à, à, nguồn gốc sử dụng này đấy người ta sẽ có thể ký vào và những cái danh giới đấy là những cái người hàng xóm xung quanh à, thêm nữa là những cán bộ ở uh, địa chính uh, thì người ta có cái nhiệm vụ là truy những cái hồ sơ gốc, truy những cái hồ sơ ở ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân uh, để người ta có thể xem cho chúng ta được cái nguồn gốc sử dụng thực sự của cái miếng đất đấy là như thế nào để bổ sung vào cái hồ sơ để cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Hả? Thì tất um, cả mọi các cái thủ tục để xác minh nguồn gốc, cái chị lên trên ủy ban nhân dân xã để xin các cái mẫu đơn, xin những cái thủ tục nào đó để chúng ta làm đó, bao gồm tất cả những thủ tục anh chị nhá rồi thì cái đây là phần quan trọng này ừ, cái phần quan trọng là tài liệu để chúng ta chứng minh cái nguồn gốc sử dụng đất của chúng ta thì à, uh, thưa các anh chị là nhà nước chúng ta có những cái quy định về quyền về nghĩa vụ để chúng ta sử dụng đất làm sao cho nó phù hợp với lại cái hình thức sử dụng của đất hoặc là cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất như vậy nguồn gốc sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất nó rất là quan trọng. Nó sẽ liên quan đến cái việc là chúng ta sử dụng đất như thế nào, chúng ta đã nộp các cái nghĩa vụ tài chính hay chưa. Và theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì à, những cái giấy tờ sau đây à, là những cái giấy tờ quan trọng để chúng ta có thể xác minh được. À, đầu tiên ấy đó là những cái giấy tờ à, về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Do cơ quan thẩm quyền uh, Cấp Theo trình tự của nhà nước Cộng hòa uh, Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Chính phủ cách mạng lâm thời uh, Cộng hòa miền Nam Việt Nam Và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đấy Thì nếu như mà uh, Các cô, các chú, các bác ấy Mà những cái người mà có Cái tài sản là cái đất đai của chúng ta Từ trước ngày 15 tháng 10 Năm 1993 Thì chúng ta sẽ có những cái giấy tờ uh, nó chắc là rất là cũ rồi đấy từ thời mà nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam rồi Cộng Hòa sau chúng như Việt Nam đó đây thì các anh chị sẽ xem được cái giấy tờ đó nếu còn thì chúng ta thì chúng ta phải cất giữ hết sức cẩn thận cái thứ hai là giấy chứng nhận quyền dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tên trong sổ đăng ký dụng đất sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 cái thứ ba Loại giấy tờ thứ ba là giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất. Loại giấy tờ thứ tư đó là giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà, đất, nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do ủy ban nhân dân cấp xã cấp và xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thứ năm là giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất mua bán nhà ở gắn liền với lại đất trước dạ, gắn liền với đất và hoặc là những cái giấy tờ theo quy định của pháp luật Đó. thứ sáu là những cái giấy tờ thanh lý là hóa giá nhà hóa giá nhà hóa giá đất gắn liền với lại cái tài sản là đất ở giấy tờ mua bán những cái dạ, uh, quyền sở hữu những cái những cái những cái giấy tờ mà mua án quyền sở hữu của chúng ta có thể là những cái giấy tờ mà chúng ta à, làm các cái thủ tục như là giấy tờ viết tay ấy hoặc là những cái giấy tờ chúng ta hóa giá cái căn nhà của chúng ta ấy, theo cái quy định của pháp luật thì chúng ta có thể là phải giữ để chúng ta làm các cái thủ tục này và thứ sáu là những giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp à, trong chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất à, ví dụ như là bằng khoán điền thổ này văn bản tự à tự đoạn mãi bất động sản này, đấy và gồm là nhà ở và bao gồm đất ở có chứng nhận của các cơ quan thuộc chế độ cũ, văn tự mua nhà ở này tặng cho nhà ở đổi nhà ở thừa kế nhà ở gắn liền với đất có chứng nhận của các cơ quan thuộc chế độ cũ, Đó. bản di trúc hoặc là bản thỏa thuận tương ứng với là cái phần chia tài sản là nhà ở được cơ quan chế độ cũ cấp bản án của các tòa án của chế độ cũ thực thi theo cái à, cái cái bản án nào đó và các loại giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà ở đất ở và nay được các cái ủy ban nhân dân các cái cấp như là cấp tỉnh để ở cái miếng đất ở cái nơi của miếng đất đấy công nhận đấy. Đấy không? đây là một cái uh, loại giấy tờ cũng uh, khá phổ biến đặc biệt là các anh chị là việt kiều hoặc là những cái người mà có người thân là Việt Kiều Thì tôi cũng được nghe rất nhiều các uh, cô chú gọi điện cho tôi Nói về những cái uh, từ như là bằng khoán điền thổ này Rồi là uh, những cái văn bản thuộc chế độ cũ ấy, Thì có được uh, cấp giấy chứng nhận của sử dụng đất không Thì chúng ta xem ở trong cái mục này Đây là một trong những cái giấy tờ cũng rất là quan trọng Là những cái tài liệu để chứng minh về cái quyền sử dụng đất của chúng ta Nên nếu như các anh chị là người À, Việt Nam sống ở nước ngoài hoặc là à, những người sống trong chế độ cũ mà có con cháu ở Việt Nam chúng ta còn giữ lại những cái giấy tờ à, về đất như thế này thì chúng ta cũng có thể là một trong những cái những cái tài liệu để chúng ta chứng minh cái quyền sử dụng đất chúng ta yeah. rồi à, mục giấy tờ số 7 đó là các cái giấy tờ lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định ví dụ như là sổ mục kê sổ kiến Điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 À, một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 229 của Thủ tướng vào ngày mùng 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc rồi là phân hạng đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do các cơ quan do các cơ quan của nhà nước quản lý bao gồm ví dụ như là biên bản xét duyệt của hội đồng đăng ký ruộng đất của ủy ban à, của ủy ban cấp xã xác định được là cái người sử dụng đất đó là hợp pháp bản tổng hợp các trường hợp dụng đất do ủy ban nhân dân cấp xã hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện cấp tỉnh đơn xin đăng ký quyền dụng đất đối với trường hợp không có giấy tờ nêu trên như vậy chúng ta thấy được là những cái giấy tờ này rất là quan trọng các anh chị đó rồi à, ví dụ như là các cái dự án ấy thì sao dự án là danh sách của văn bản việc di dân đấy, xây dựng khu kinh tế di dân tái định cư được ủy ban nhân dân cấp huyện cấp cấp tỉnh cơ quan nhà nước thẩm duyệt và à, có thẩm quyền phê duyệt giấy tờ của nông trường lâm trường về việc giao đất cho người lao động trong nông trường trong lâm trường nếu có giấy tờ nội dung về quyền sở hữu nhà ở các công trình trên đất hoặc là việc xây dựng sửa chữa công trình được ủy ban nhân dân cấp huyện cấp tỉnh do các cơ quan nhà nước cấp giấy tờ được giao đất của ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh đơn được đề nghị cấp xã đơn đề nghị cấp đất do ủy ban dân xã cấp hoặc là các cái giấy tờ à, chứng minh cái quyền sử dụng của chúng ta bản sao các loại giấy tờ do ủy ban nhân dân cấp huyện cấp hoặc là cấp tỉnh hoặc là các cơ quan cấp à, huyện cấp tỉnh có thể cấp Đấy, trong trường hợp chúng ta bị mất các cái bản giấy tờ gốc thì những cái bản sao À, nó cũng là một trong những cái bằng chứng cũng là những cái tài liệu quan trọng để giúp cho anh chị có thể chứng nhận, chứng minh được chúng ta đã có sử dụng cái đất đó hoặc là gia đình của chúng ta đã có sử dụng cái loại các loại đất đó. đấy, đây là một trong những cái điều rất là quan trọng anh chị nha. rồi sau khi mà các anh chị có được những cái tài liệu trên hoặc có được những cái giấy tờ như trên thì anh chị phải cất giữ cẩn thận và phải ạ dạ, photo, à, sao y bản chính những cái điều này, những cái giấy tờ này À, có nhiều người chúng ta để những giấy tờ nó bị cũ rồi thì chúng ta cần phải đi sao y bản chính và đưa cái giấy tờ à, cũ đấy vào trong cái túi ni lông hoặc là ép nó lại để chúng ta có à, cái bằng chứng sau này chúng ta làm giấy chứng nhận của chúng đất. Sau khi mà chúng ta có các giấy tờ thì thủ tục xác minh cái nguồn gốc sử dụng của chúng ta như thế nào? Thì có à, một số các cái mục như sau. Thứ nhất là theo khoản 2 điều 70 của Nghị định 43 năm 2014, Nghị định của Chính phủ trường hợp hộ gia đình, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất thì ủy ban nhân dân tỉnh, xã có trách nhiệm điều tra, kiểm tra hồ sơ, sau đó thì à, đăng ký đất đai, sau đó thì xác nhận các cái tình trạng à, hiện trạng của đất theo nội dung kê khai và để đăng ký quyền sử dụng đất cho người dân. Hồ sơ xác minh nguồn gốc bao gồm đơn xin xác minh nguồn gốc sử dụng của đất, các tài liệu chứng minh được cái tài sản đó là tài sản chúng ta đã sử dụng và quá trình chúng ta sử dụng, nguồn gốc sử dụng của cái miếng đất đó, vị trí của thửa đất, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ấy, của những cái người làm đơn để xin xác nhận cái nguồn gốc sử dụng của đất, các văn bản có liên quan nếu có thủ tục để xác minh nguồn gốc sử dụng của đất thì bước một các anh chị chúng ta cần phải có gì ạ à, yêu cầu để xác nhận cái nguồn gốc sử dụng của đất của chúng ta tại ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn bước hai là chúng ta kiểm tra hồ sơ cán bộ địa chính người ta sẽ kiểm tra hồ sơ sau đó họ sẽ phối hợp với lại các cái cơ quan là ban địa chính tiến hành các thủ tục như là đo đạc thửa đất, kiểm tra hiện trạng của thửa đất, vẽ sơ đồ, sau đó cán bộ địa chính sẽ xác nhận vào đơn và trình lên Ủy ban Nhân dân cấp xã để người ta sẽ xác nhận cái nguồn gốc sử dụng của đất của chúng ta. Bước 3, nếu hồ sơ của chúng ta hợp lệ thì Ủy ban Nhân dân xã sẽ cấp cái giấy xác nhận của dụng đất. Trong vòng từ 7 ngày thì hồ sơ sẽ được chấp nhận và nếu như hồ sơ không có vấn đề gì thì sau 7 ngày người ta sẽ trả hồ sơ ra cho chúng ta. Theo điểm A khoản 2 điều 70 Nghị định 43 năm 2014, Nghị định của Chính phủ quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân, người dân Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà tài sản Việt Nam đề nghị đăng ký à, đất đai hoặc là tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thì ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như trên. Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận nguồn gốc sử dụng, nội dung kê khai trong trường hợp không có giấy tờ quy định tại điểm 100 của luật đất đai thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp và cái sự phù hợp với lại cái quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Mẫu đơn thì các anh chị có thể À, một lát nữa tôi sẽ gửi cái mẫu đơn ở bên dưới này ở bên dưới trong phần comment thì các anh chị có thể xem trong cái uh, video này của tôi tôi sẽ gửi ở bên dưới để các anh chị chúng ta có thể tải về các anh chị nhá rồi đấy thì đấy là những cái yếu tố liên quan đến việc gọi là xác minh cái nguồn gốc sử dụng của đất và các cái tài liệu liên quan để chứng minh cái nguồn gốc sử dụng đất của chúng ta nên nếu như các anh chị em nào à, đang gặp phải những cái khó khăn trong việc À, cấp giấy chứng nhận của sử dụng đất là một trong các vấn đề thì trong đó có vấn đề xác minh nguồn gốc sử dụng đấy thế là cách chúng ta biết phải là nó có những cái loại giấy tờ như thế nào cơ quan nào là cơ quan à, sẽ có nhiệm vụ để cấp cái giấy chứng nhận của đất chúng ta à, rồi là à, những cái quy định về pháp luật như thế nào trong việc mà cấp cái xác minh nguồn gốc sử dụng như thế nếu như mà à, đất của chúng ta chưa có sổ mà chúng ta không biết cách để xác minh cái nguồn gốc sử dụng thì cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho chúng ta không làm được giấy chứng nhận của đất trong thời gian vừa qua. Đây là một cái nội dung cũng rất là quan trọng, nên nếu anh chị em nào xem video này mà biết được một ai đó đang chưa biết làm giấy chứng nhận của đất như thế nào, chưa biết xác minh nguồn gốc sử dụng của đất như thế nào, thì các anh chị hãy gửi cái video này dành cho họ. À, cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở trong các video tiếp theo. Đừng quên gửi video này đến những người mà các anh chị yêu quý, những người mà các anh chị biết được họ đang quan tâm đến việc làm giới thiệu của chúng đất. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông thông báo. Có thể tặng sao cho Phạm Văn Nam ở bên dưới. Ngày hôm nay tôi có một cái điểm vui đó là Facebook công nhận cho tôi và cho tôi được nhận sao của các anh chị. Nhận sao có nghĩa là anh tặng anh chị tặng quà cho tôi đấy. thì nó có cái nút sao bên dưới đấy. Các anh chị bấm vào nút sao. Đấy, tặng sao, bấm nút tặng sao. thì có thể tặng cho tôi là 25.000 bằng cách là bằng 99 sao hoặc là hoặc là gì ạ? 50.000 bằng cách là tôi 200 sao nhá yeah. rồi cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở trong các video tiếp theo xin chào